Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh dạy nhảy Zumba của Hưng Kim. Ở các buổi tập trước, chúng ta đã hoàn thành hai điệu basic của Zumba. Và ở buổi tập ngày hôm nay, Hưng sẽ dạy thêm cho các bạn một điệu mới, đó chính là điệu Cumbia. Ở điệu Cumbia, chúng ta sẽ có 4 bước basic. Bước số 1 sẽ là dậm chân. Số 2 sẽ là đặt chân trước sau. Bước số 3 sẽ là bê nến. Và bước cuối cùng sẽ là chặt mía xuống ta 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 ta. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào với bước số 1, đó chính là dậm chân. 5, 6, 7 chân phải này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Mọi người lưu ý nhé, chân và tay mình sẽ đi cùng với nhau. Chân nhấc thì tay nhấc lên, chân hạ xuống thì tay hạ xuống này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tương tự với chân trái mình cũng sẽ làm như vậy. 5, 6, 7, nhấc lên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta cùng thực hiện lại nhanh hơn nhé. 5, 6, 7 chân phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Chúng ta sẽ cùng đi vào với động tác số 2, đó chính là đặt chân trước sau. 5, 6, 7 chân phải này, lên trước này, đặt về sau này, trước này, về sau này, trước này, sau này, trước và sau. Mọi người lưu ý nhé, chân trụ mình vẫn giữ nguyên, chỉ có chân nào mình đặt thì mình sẽ bước lên trước và về sau, còn chân còn lại mình sẽ giữ lại giúp em nhé. 5, 6, 7 bước này. 1 và 2 và 3, 4, 5 và 6 và 7. Tiếp tục này, trước này, sau, trước, sau, 5 và 6 và 7. Chuyển sang chân trái nào. 5, 6, 7 chân trái này. 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp tục nào. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta cùng thực hiện nhanh hơn nào. 5, 6, 7 chân phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi chân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang động tác số 3, đó chính là động tác bê nến. 1 và 2. Ok. 5, 6, 7. Chúng ta cùng bước chân phải này, trùng xuống này, sang này, thu về này. Bước chân phải sang, chân trái thu về. Bước sang, thu về. Bước sang và ngược lại này. 1 này, thu về trùng gối này. Bước sang, trùng này. Bước sang, trùng xuống và sang, trùng xuống. Ở động tác này, mọi người lưu ý nhé. Mình bước sang, mình đi sang bên phải, thì đồng thời chân trái của mình chỉ sử dụng bằng phần mũi chân thôi. Thu về này, lại đẩy đi này. Thu về này, đẩy đi và thu về. Ngược lại cũng như vậy, sang trái thì chân phải mình chỉ đi bằng mũi chân thôi. Kéo về này, đẩy sang, kéo về, đẩy sang, kéo về và đẩy sang, kéo về. Mọi người cùng thực hiện lại nhé. 5,
6, 7, trùng gối xuống bước sang này. 1, trùng xuống. 2, trùng xuống. 3, trùng xuống. Và 4, đổi bên này. 1 này, xuống này. 2, xuống. 3, xuống. Và 4, xuống. Tiếp tục chúng ta sẽ kết hợp một chút với phần hông. Chúng ta sẽ đẩy hông về sau. Đẩy hông về sau. Và hông về sau. 5, 6, 7, bước này. 1 và 2 và 3 và rồi. 5 và 6 và 7 và 8 tiếp. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta cùng thực hiện lại nhé. Và bây giờ mình sẽ thêm tay vào. 5, 6, 7, tay này. 1 này, 2, 3 và đổi bên, đổi tay này. 5, 6, 7, tiếp tục nào. 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7 và 8. Bây giờ sẽ là động tác cuối cùng, động tác sạch mía. Mình sẽ có 4 nhịp. Nhịp đầu tiên sẽ là bước tấn xuống, tấn ngang. Nhịp 2, chân thu về ngang này. Nhịp 3, đưa về, check về sau này. Nhịp 4, lại về ngang này. 5, 6, 7 và 8. 5, 6, 7 bắt đầu này. Trước này, ngang này, về sau này, sang ngang này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta cùng hiện lại nhé. 5, 6, chân phải bước này. 1 này, 2 này, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7. Nhanh hơn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tương tự với bên trái, mình cũng làm như vậy. 5, 6, chân trái bước này. Tấn xuống này. Về ngang này. Về chéo này. Lại về ngang. Mọi người nhớ cho mình nhé. Tấn xuống. Khi thu chân về, mọi người chỉ sử dụng mũi chân thôi. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6. Cùng thêm tay vào này. Giữ này. Xuống này. 2 này. 3, 4 chém xuống này. 5, 6, 7. Tiếp nào. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Sau đây mình sẽ quay lại và thực hiện lại cả 4 động tác cho mọi người dễ nhìn nhé. Động tác số 1 nào. Dậm chân. 5, 6, 7 chân phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi chân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta thực hiện nhanh hơn nào. 5, 6, 7 chân phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi chân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta cùng chuyển sang động tác số 2. Đó chính là động tác đặt chân trước sau.
5, 6, 7, chân phải này, trước này, sau này, trước này, sau này, 5 này, 6, 7, 8 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chân trái này, trước này, sau này, trước, sau này, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta cùng thực hiện nhanh hơn nào. 5, 6, 7, chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi chân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Cần chuyển sang động tác số 3, đó chính là động tác đê nến. 5, 6, bước chân phải này, trùng gối này, bước sang này, thu chân về này, bước sang, thu chân về, bước sang, thu chân về, bước sang, ngược lại này, trái, thu phải, chân trái, thu phải. 5, 6, 7 và 8. 5, 6, 7 cùng đi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thêm tay này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Đi nhanh hơn nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lần cuối là 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Động tác cuối cùng sẽ là động tác chặt mía. 5, 6, 7, chân phải này, 1 này, 2 về ngang này, 3 chết về sau này, 4 về ngang này, 5, 6, 7, 8 này, 1, 2, 3, tấn xuống, 5, 6, 7, cùng thêm tay này, chặt xuống này, 2, 3, 4, chặt xuống này, 6, 7, nhanh hơn nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và đổi bên chân trái chúng ta cũng sẽ thực hiện như vậy. 5, 6, 7, chân trái bước xuống nào. 1, về ngang này, chếch chéo, về ngang này. 5 và 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thêm tay nào. Xuống này, 2 này, 3 và về ngang này. 5, 6, 7. Tiếp tục nào. 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7. Nhanh hơn nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và vừa rồi chính là 4 bước basic trong điệu Kumbia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết hợp với âm nhạc nhé. Bắt đầu thôi nào.